Tư Sóc che miệng, quá đẫm máu và tàn bạo. Vì Hải Đường Thỏ Lê Tuệ có ba người chồng Bạch Lang tộc, nên cô có ấn tượng tốt với người Bạch Lang tộc. Nhìn thấy bộ lông của hai con sói trắng trên võ đài nhuốm máu, trái tim cô như bị treo lên. Tên yêu thú nhân đầu to độc giác kia sao cũng ở đó. Một thú binh bên cạnh cau mày lẩm bẩm, giọng nói không giấu được sự may mắn và sợ hãi, suýt chút nữa thì anh ta đã phải lên sàn đấu với người đó. Tư Sóc tò mò, người này chẳng lẽ có lai lịch gì sao? Ngay sau đó liền có người hỏi ra tiếng. Anh bạn, cậu không thường xuyên đến đấu trường à? Người này là một trong 20 nô lệ chiến đấu hàng đầu trong đấu trường, gần như chưa từng thua trận, sức chiến đấu siêu phàm. Sao anh ta lại bị xóa bỏ thân phận nô lệ, trở thành thú binh tham gia thi đấu vậy? Còn có thể là gì nữa? 8-9 phần là trên đài có người khiến nhà họ Ngây không vừa mắt, cần phải bị dạy dỗ thôi. Những năm trước cũng không phải là không có trường hợp như vậy. Rõ ràng người bị dạy dỗ chính là Bạch Lang tộc. Tiêu Thừa khẽ tặc lưỡi, ghé sát vào tai Tư Sóc, nói rất nhỏ, là Ngao Ngôn, Ngao Tín. Tư Sóc gật đầu, ngay sau đó, mắt cô mở to, không thể tin nổi quay đầu nhìn Tiêu Thừa, im lặng hỏi, chồng của Hải Đường Thỏ. Tiêu Thừa ừ một tiếng, cách đánh của bọn họ, e là phải sống chết mới thôi. Nếu là hình người, cô có thể nhận ra những thú nhân quen thuộc, nhưng bọn họ đã biến thành thú hình, Tư Sóc hoàn toàn mù tịt về thú. Trong ấn tượng của cô, anh em nhà họ Ngao rất hào sảng, phóng khoáng, đối xử với giống cái rất chu đáo, cho người ta cảm giác rất thoải mái, cởi mở, không giống như người dễ dàng đắc tội với người khác, sao lại có thể chọc giận nhà họ Ngây đến mức bị đối xử như vậy. Tư Sóc mím chặt môi, sắc mặt hơi tái nhợt, chỉ cúi đầu viết đơn giản thông tin của ngưu thú nhân đầu to cho Cung Du, bảo anh cẩn thận một chút, không nói thêm gì nữa. Tiêu Thừa có thể nhận ra anh em nhà họ Ngao, Cung Du chắc chắn cũng nhận ra. Có thể ra tay hay không, khi nào ra tay, trong lòng anh tự có tính toán. Cô sẽ không vì sự không nỡ lòng của mình mà đẩy Cung Du vào nguy hiểm. Cung Du liếc nhìn không gian bên trong, ánh mắt thản nhiên lướt qua võ đài, khóe môi nhếch lên, lười biếng nói. Ngưu thú nhân đầu to này chắc là nô lệ chiến đấu trong đấu trường, không biết sao lại biến thành thú binh. Hay là chúng ta cùng nhau loại bỏ hắn ta nhỉ? Nếu không, sau này những thú binh đứng trên võ đài cùng chúng ta sẽ càng ngày càng nhiều người đến từ đấu trường của nhà họ Nghê. Chúng ta sống hay chết đều do một câu nói của người ta. Bây giờ không phản kháng, còn đợi đến khi nào? Giọng anh không lớn, nhưng 9 thú nhân còn lại trên đài đều nghe thấy. Ngưu thú nhân đầu to cười lạnh một tiếng, ra tay càng thêm hung hãn, kiểu đánh không muốn sống này từ khí thế đã có thể tạo cho đối thủ áp lực và ám thị tâm lý rất lớn. Quả nhiên, mọi người còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì, hắn ta lại hung hăng húc ngã một Bạch Lang thú nhân xuống đất, trên bụng Bạch Lang thú nhân kia lại có thêm một lỗ máu. Cung Du nhướng mày, bây giờ còn xem náo nhiệt, lát nữa người bị đâm đầy lỗ máu chính là các ngươi đấy. Cậu giỏi thì lên đi, chuyện động miệng ai mà chẳng biết, một hầu thú nhân không vừa mắt nói. Hừ, dù sao người bị đâm cũng không phải tôi chỉ là muốn nhắc nhở các cậu một chút thôi, dù sao tôi cũng không phải người tốt bụng gì, không thích làm chuyện lợi người hại mình. Cung Du lười biếng nói, trong thần sắc không có chút lo lắng nào, thậm chí còn có chút thích thú khi xem náo nhiệt. Đúng vậy, hai Bạch Lang thú nhân kia đã bị đánh cho te tua như vậy rồi, anh ta còn đứng xem như không có chuyện gì. Mọi người nhìn nhau, điều mà thú binh ghét nhất chính là phá vỡ tính công bằng của trận đấu. Là dựa vào vận may để lọt vào 5 người cuối cùng, hay là 6 người bọn họ cùng nhau đối phó với ngưu thú nhân đầu to. Ngưu thú nhân đầu to nhìn Cung Du, lạnh lùng nói, ta chỉ muốn mạng của hai con sói trắng này thôi. Lát nữa các ngươi tranh giành 3 suất thăng cấp cuối cùng, nếu không, nếu ta mà nổi cơn thịnh nộ, thì đừng hòng ai chạy thoát. Các thú nhân trên đài tức giận vì giọng điệu coi thường mạng người của hắn ta, lại kiêng dè sức chiến đấu mạnh mẽ của hắn ta, cộng thêm câu nói sau của hắn ta, cuối cùng cũng không có ai dám tiến lên. Ngưu thú nhân đầu to cười khẩy như đã đoán trước được, thật là một lũ nhát gan, mọi người giận không dám nói. Hắn ta quay đầu nhìn hai anh em nhà họ Ngao đang cố gắng đứng dậy, chậc, nói đứng lên, số thú nhân có thể đỡ được 20-30 chiêu dưới tay ta không nhiều. Hai người cũng có chút cốt khí, nhưng cốt khí không thể thay cơm ăn, nên mềm mỏng thì phải mềm mỏng, nhưng hai người không còn cơ hội nữa rồi. Có người muốn ta lấy mạng của hai người, cho Bạch Lang tộc một bài học, đừng có dựa vào chút thế lực mà không biết thân biết phận, dám đối đầu với nhà họ Nghê. Còn bảo ta chuyển lời cho hai người, tiểu giống cái ở nhà tự nhiên sẽ có người chăm sóc chu đáo, còn nơi ở của cô ta chỉ có thể là động giống cái. Lời này khiến hai anh em nhà họ Ngao như phát điên, dùng chút lý trí cuối cùng hét lên, Cung Du huynh đệ, mau đi đi. Cung Du nheo mắt, rõ ràng là đã nhìn thấu ý định tự bạo đan điền, đồng quy vu tận với ngưu thú nhân đầu to của bọn họ. Anh khẽ thở dài, thân hình lóe lên, túm lấy sừng độc của ngưu thú nhân đầu to,
xoay người leo lên lưng hắn ta. Nắm đấm như mưa sa ập xuống, đấm cho ngưu thú nhân đầu to choáng váng, đứng im tại chỗ không kịp phản ứng. Hắn ta đã nói như vậy rồi, hai người càng nên bảo toàn tính mạng, cố gắng nâng cao thực lực để bảo vệ tiểu giống cái. Hai người đồng quy vu tận với hắn ta, thật nực cười. Hắn ta chẳng qua chỉ là kẻ bị thuê mà thôi, người hai người nên đề phòng chính là kẻ đã thuê hắn ta. Ngao Ngôn và Ngao Tín thấy Cung Du đã ra tay, còn rảnh rỗi răn dạy bọn họ, cảm xúc gần như vượt quá tải bỗng chốc giảm đi một nửa, lý trí cũng trở lại. Bọn họ nhìn nhau, tuy rằng trên người có rất nhiều vết thương, nhưng đều là những nơi không nguy hiểm đến tính mạng. Bọn họ không thể đánh lại nô lệ chiến đấu cấp 12 đỉnh phong, nhưng có thể tranh giành danh ngạch với những thú nhân khác. Nộ khí trong lòng hóa thành ý chí chiến đấu ngút trời, hai anh em phối hợp với nhau, liều mạng tấn công, khiến đối phương liên tục lùi bước, bất đắc dĩ phải nhận thua. Mà bọn họ vẫn kéo theo cơ thể đầy máu, nhìn chằm chằm vào mục tiêu tiếp theo. Ngưu thú nhân đầu to như phát điên nhảy loạn xạ trên võ đài, muốn hất Cung Du xuống, nhưng chân Cung Du kẹp chặt lấy cổ hắn ta. Nắm đấm đấm cho hắn ta vừa đau vừa choáng váng, không còn chút sức lực nào để dãy dụa nữa. Tiểu huynh đệ, chẳng phải cậu không thích lo chuyện bao đồng sao? Chúng ta có gì từ từ nói, không cần phải đánh nhau. Cung Du như không nghe thấy, tiếp tục duy trì nhịp độ đấm. Cậu đây là có thủ oán với nhà họ Nghê. Đừng đánh nữa, tôi khó khăn lắm mới trở thành thú binh. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ săn giết mà bọn họ giao phó là có thể thoát khỏi sự khống chế của nhà họ Nghê. Ngưu thú nhân đầu to cho dù đã biến thành hình người, vẫn bị Cung Du cưỡi trên cổ, nắm lấy sừng của hắn ta mà đánh. Mỗi đòn đều không dùng hết sức, nhưng lại khiến đầu óc hắn ta trống rỗng, đánh tiếp nữa thì não hắn ta sẽ thành cháo đấy. Tôi cũng là bị ép buộc. Cung Du lạnh lùng nói, tôi biết anh là một trong 20 nô lệ chiến đấu hàng đầu của đấu trường nhà họ Nghê, có quyền từ chối nhiệm vụ. Vì tinh thạch và địa vị, anh tùy tiện lấy mạng người khác, còn nói là bị ép buộc. Tôi đã ra tay rồi, hôm nay tha cho anh, chính là tự mình hại mình và tiểu giống cái ở nhà. Vừa hay tôi cũng lấy anh để lập uy, cho nhà họ Nghê một bài học. Nói xong, anh dùng một lực thật mạnh, trực tiếp bẻ gãy sừng trên đầu ngưu thú nhân đầu to, liếc mắt nhìn về một vị trí nào đó dưới đài. Tiêu Thừa lập tức hiểu ý, ôm tiểu giống cái vào lòng, thản nhiên nhìn Cung Du xoay ngược chiếc sừng, hung hăng đâm vào đầu ngưu thú nhân đầu to. Các thú nhân dưới đài lập tức hát hô, tốt, tiểu huynh đệ ra tay thật đẹp mắt. Phải làm như vậy, ngưu thú nhân đầu to này chính là con dao mà nhà họ Nghê mài giũa, không biết đã giết hại bao nhiêu thú nhân rồi. Nếu để hắn ta thăng cấp, sau này thú binh doanh chúng ta có phải là có thể dâng cho nhà họ Nghê để đấu trường thống trị hay không? Đặc biệt là Bạch Lang tộc, bọn họ hò reo ầm ĩ nhất. Bọn họ cũng rất biết ơn Cung Du, nếu không có anh, hai anh em này e rằng đã bỏ mạng trên võ đài rồi. Tư Sóc nghe tiếng hoan hô vang dội bên tai, thở phào nhẹ nhõm, mím môi cười, cọ cọ vào ngực Tiêu Thừa, em đã nói là đại ngư thú là lợi hại nhất mà. Những thú nhân đánh nhau trên võ đài rất dễ bị máu nóng trong người điều khiển, khi máu nóng xông lên thì ra tay không biết nặng nhẹ, hoặc là sinh ra cảm giác ưu việt, muốn làm nhục đối thủ, coi mạng người như trò đùa. Cung Du không phải như vậy, anh cũng giống như Kỳ Lương, có sự kiên trì của riêng mình, trừ khi đối phương là kẻ đại gian ác, nếu không anh sẽ không bao giờ ra tay. Những người càng có vẻ ngoài lạnh lùng, không muốn hòa nhập với mọi người, thì trong lòng lại càng nóng như lửa. Tỷ tỷ, tỷ ôm em rồi khen Cung Du ca ca là lợi hại nhất, tỷ thấy có hợp lý không? Tiêu Thừa bất mãn cắn nhẹ lên vành tai của Tư Sóc, sớm biết có thể nhận được lời khen ngợi cao như vậy của tỷ tỷ, em cũng lên đài hoạt động một chút. Tiêu Thừa cũng rất thông minh tốt bụng, lại còn hoạt bát nữa, Tư Sóc nghiêng đầu hôn anh một cái, cười nói. Cái đuôi của Tiêu Thừa không nhịn được mà ve vẩy đắc ý, quả thật giống được trong nhà chỉ có anh là hoạt bát nhất. Tiểu Du, trán Tư Sóc bị Tiểu Dã hôn một cái, nhấn mạnh. Tiêu Thừa đen mặt, búng nhẹ lên trán Tiểu Dã, bực bội lẩm bẩm, đây là tiểu giống cái, là thê chủ của ta, chỉ có ta là thú phu mới được hôn. Đợi sau này ngươi có tiểu giống cái của riêng mình rồi hãy bày đặt. Tư Sóc chỉ mím môi cười, đôi mắt sáng long lanh nhìn về phía võ đài một lần nữa. Ném ngưu thú nhân đầu to xuống võ đài, Cung Du nhìn những người khác trên đài, cười xoay xoay cổ tay. Tôi đã nói rồi, tôi không thích làm chuyện để người khác nhặt lợi. Vậy nên, các người tự mình nhận thua, hay là để tôi ném xuống. Lúc này, những thú nhân kia nào còn dám coi anh là người vô hại nữa chứ? Ngưu thú nhân đầu to lợi hại như vậy, trong số những nô lệ chiến đấu với thú dữ, cũng có thể lọt vào top 20. Bản thân có sức chiến đấu mạnh mẽ, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, vậy mà lại bị anh dễ dàng giải quyết. Những thú nhân càng không cảm nhận được sự cường đại, thì càng khiến người ta phải suy nghĩ thật kỹ, sợ hãi đến mức da đầu tê dại. Ngươi đừng có quá kiêu ngạo tự đại, chúng ta không tranh giành danh ngạch thăng cấp với ngươi,
ngươi cũng đừng có quá đáng. Tên hầu thú nhân kia siết chặt nắm đấm, tức giận nói. Cung Du nhướng mày, ồ, chẳng lẽ vừa rồi các ngươi không liên thủ đánh ngưu thú nhân đầu to kia, bây giờ lại muốn cùng nhau đối phó với ta sao? Nói cho cùng, nếu không liên quan đến lợi ích của bản thân, thì các ngươi chỉ có thể thiển cận. Chậc, đã lâu rồi ta không được luyện tập như vậy, muốn lên thì cùng lên đi. Chỉ cần mọi người đồng lòng hiệp lực vào những lúc cần thiết, thì thành Quảng Thọ sẽ không bị nhà họ Nghê, Ứng Long tộc và Hôi Oanh tộc quấy phá đến mức bùn lầy hôi thối như vậy. Nhìn thấy anh không những không sợ hãi, mà còn đề nghị bọn họ cùng lên với vẻ mặt phấn khích, mấy thú nhân kia im lặng. Chỉ là Cung Du không muốn dây dưa với bọn họ nữa, trực tiếp xông lên đánh. Nếu nói ngưu thú nhân đầu to dựa vào khí thế và thể lực cường hãn để trở thành kẻ chiến thắng, thì thân hình của Cung Du lại linh hoạt hơn. Ra đòn chính xác, chiêu nào chiêu nấy đều nhắm vào tử huyệt, không cần mấy chiêu đã điểm huyệt, đá bay người ta xuống võ đài. Những thú nhân bị ngã xuống đất, trong lòng vẫn còn sợ hãi trước cái chết. Chỉ cần Cung Du có ý định giết người, thì lúc này bọn họ đã phải đi uống rượu với thú thần rồi. Rất nhanh, trên đài chỉ còn lại Cung Du và hai bạch lang thú nhân kia. Tuy nhiên, Cung Du nhướng mày, thản nhiên nói là hai người tự mình rời đi hay là để tôi tiễn một đoạn. Ngao Ngôn và Ngao Tín nhìn nhau, cười khổ nhưng đầy cảm kích cúi đầu chào anh, tự mình nhảy xuống võ đài. Thực lực của bọn họ vẫn còn quá kém, nếu như trận sau lại gặp phải thú binh cấp cao bị người ta thuê, không có Cung Du bảo vệ, thì kết cục của bọn họ vẫn sẽ không thay đổi. Người thức thời là Trang Tuấn Kiệt, bọn họ sẽ quay về cố gắng nâng cao tu vi, sang năm sau sẽ quay lại chiến đấu. Nhìn nam nhân trên võ đài, Tư Sóc che miệng, thật là ngầu, lúc này cô thật sự muốn hét lên câu nói kia. Đồng thời cô cũng lấy giấy bút ra, dùng sức viết, Cung Du, em yêu anh, như chuột yêu gạo. Cung Du, em si mê anh, em cuồng nhiệt vì anh mà đâm đầu vào tường. Cung Du nhìn thấy mảnh giấy mà tiểu giống cái đưa vào trong không gian, ánh mắt khẽ run lên, nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau. Tiểu giống cái xinh đẹp, kiêu ngạo, ngồi trên lưng con đại hắc xà luôn kiêu ngạo, không chịu cúi đầu trước bất kỳ giống cái nào. Đôi mắt sáng long lanh, nụ cười rạng rỡ, giọng nói trong trẻo, dễ nghe xuyên qua những tiếng ồn ào, từng chữ như thiêu đốt trái tim anh. Anh nhếch mép, quả nhiên tiểu giống cái đều thích giống đực cường tráng oai phong. Tiêu Thừa nhìn tiểu giống cái còn kích động hơn cả người thắng trận, lại nhìn Cung Du trong nháy mắt từ sát khí nồng nặc trở nên dịu dàng. Tò mò và chua chát hỏi, tỷ tỷ, rốt cuộc tỷ đã viết gì cho Cung Du ca ca vậy, tỷ cũng viết cho ta một tờ đi. Tư Sóc cười, nắm lấy đuôi anh, đi thôi, chúng ta đi xem Ân Giang thi đấu xong chưa. Tiêu Thừa kêu lên một tiếng, chỗ này của anh là nhạy cảm nhất đấy, người ta thường nói không được sờ đuôi hổ, đuôi cáo cũng không được đâu. Nhưng anh lại thích bị tiểu giống cái nghịch ngợm, sự đau đớn và vui thích khiến cho vẻ mặt muốn mà không được, muốn từ chối lại nghênh đón của anh trở nên sinh động và thú vị. Tư Sóc nhịn không được véo anh một cái, Tiêu Thừa bất đắc dĩ biến thành thú hình, chở tiểu giống cái và tiểu bảo bảo đến võ đài số 5. Ân Giang quả thật đã thi đấu xong, hình như đang chờ đợi điều gì đó, đứng dưới đài như khúc gỗ, thần sắc thản nhiên nhìn võ đài, nhưng lại như không phải. Tim Tư Sóc thắt lại, giá trị vũ lực của Ân Giang tương đối cao, từ khi gia nhập gia đình nhỏ này, anh cũng tự giác gánh vác trọng trách, nỗ lực phấn đấu trong quân doanh. Anh mạnh mẽ và chu đáo, bình thường hai ngày mới được nghỉ một ngày, ở nhà cũng cố gắng bù đắp sự vắng mặt của mình, làm việc nhà, chăm sóc con cái, bầu bạn với cô. Tư Sóc đều nhìn thấy trong mắt, cũng đau lòng cho anh, nhưng cô không giỏi trong việc đối xử công bằng bởi vì sự mạnh mẽ và chu đáo của anh. Ít nhiều gì cô cũng đã bỏ bê anh, giống như hôm nay, cô lo lắng cho Chi Lạc và Cung Du, nhưng lại đặc biệt tin tưởng anh có thể vượt qua. Chỉ là bọn họ đều quên mất, dù là người mạnh mẽ đến đâu, cũng mong muốn được quan tâm và che chở. Tư Sóc vươn tay ra nắm lấy anh, tu sứ có thể cho cô thêm bắp tàng hình, nhưng tiểu dã thì không được, cho nên cô một kéo hai chỉ có thể ngoắc ngoắc ngón tay với Ân Giang. Vẻ lạnh lùng trên người Ân Giang biến mất, khóe môi nở ra nụ cười nhàn nhạt, thuận tay bố trí một kết giới, ngăn cách thị giác và thính giác của người khác. Sóc Nhi, lại đây. Tư Sóc do dự một chút, nhịn không được hỏi, chúng ta làm vậy có phải là tự dối mình dối người không? Không có chuyện gì thì mở kết giới làm gì? Ân Giang ôm cô vào lòng, kết giới lập tức thu nhỏ phạm vi, che khuất Tiêu Thừa và Tiểu Dã bên ngoài. Tiêu Thừa đau lòng, à, chẳng lẽ mình đến đây để chứng kiến tình cảm sâu đậm của tiểu giống cái dành cho các ca ca sao? Mà anh lại phải chờ ở bên cạnh, cùng Tiểu Dã ngồi xổm trên mặt đất xem kiến. Ân Giang cười chỉ xung quanh, rất nhiều người dẫn tiểu giống cái nhà mình đến xem thi đấu, ta cũng đang đợi tiểu giống cái nhà ta. Tư Sóc ôm lấy eo thon chắc nịch của anh, ngẩng đầu cười khẽ, Ân Giang, lúc anh thi đấu, không gặp chuyện gì chứ? Ân Giang gật đầu,
chỉ lên đài đứng một lát thôi. Về cơ bản thú binh cấp 13 chỉ đi cho có lệ, không ai muốn tiến lên bị loại cả. Dù sao cũng có 5 suất, nhường cho ta 1 suất, bọn họ lại tranh giành 4 suất còn lại. Đây cũng coi như là quy tắc bất thành văn trong trận đấu. Tư Sóc cười kể cho anh nghe về sự nguy hiểm của hai trận đấu vừa rồi, cảm thán giống đực nhà mình thật lợi hại, nếu không cô đã bị dọa chết nửa cái mạng rồi. Nghe tiểu giống cái thao thao bất tuyệt, trong lòng Ân Giang tràn đầy ấm áp, nhịn không được ôm eo cô cúi người hôn xuống. Anh là thú nhân cấp 14, đã trải qua rất nhiều trận đấu, mỗi lần mọi người đều kỳ vọng rất nhiều vào anh, dường như anh không biết mệt mỏi đau đớn, chỉ quan tâm đến thắng thua của anh, lại coi việc anh chiến thắng là điều đương nhiên, biết được anh thắng, liền không còn quan tâm nữa. Anh vẫn luôn đợi cô đến, Sóc Nhi, chúng ta đều sẽ ổn cả thôi, em đừng lo lắng. Trận đấu này lại loại bỏ một nửa số thú binh, có hơn 630 người thành công thăng cấp. Tiếp theo là cuộc thi về các mặt tố chất, rượt đuổi nhau để so tài tốc độ, chạy vượt chướng ngại vật để kiểm tra sự nhanh nhẹn, nâng tạ để thể hiện sức mạnh của mỗi người và đấm bốc, vân vân. Thú binh phải đạt điểm đạt yêu cầu ở mỗi hạng mục và có một hạng mục lọt vào top 100 mới có thể thăng cấp lên trận đấu tiếp theo. Là thú binh, bọn họ không chỉ có thực lực tổng hợp tốt mà còn phải có sở trường riêng. Lại loại bỏ 60% thú binh, còn lại hơn 200 người. Bọn họ sẽ trở thành chủ võ đài, bốc thăm ngẫu nhiên để tiếp nhận khiêu chiến từ những thú binh thất bại khác. Thắng liên tiếp 3 trận sẽ được thăng cấp, nếu không sẽ bị loại. Thắng một trận đấu có thể là do may mắn, nhưng thắng liên tiếp 3 trận, đó chính là thực lực lên tiếng. Càng về cuối trận đấu càng trở nên đặc sắc, Tư Sóc bận tối mắt tối mũi, lúc thì chạy sang bên này xem, lúc thì chạy sang bên kia xem, còn phải đề phòng người khác tính kế. Giống đực nhà cô đều rất ưu tú, dốc hết sức lực để tăng thêm một tầng bảo đảm cho gia đình nhỏ. Bọn họ đều vượt qua ải khó khăn, lọt vào top 100, có được tư cách khiêu chiến thú binh cấp cao hơn trong doanh, sau đó không tham chiến nữa. Trở về nhà, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng được thả lỏng, mấy ngày nay Tư Sóc còn mệt hơn cả bọn họ. Đang ăn cơm mà cô đã ngủ gật rồi, nhưng cơn đói cồn cào trong bụng lại khiến cô nheo mắt nhét bánh bao vào miệng. Vi Sách truyền linh lực cho cô, nhưng linh lực kia lại như đá chìm đáy biển, không khiến tiểu giống cái tỉnh táo hơn là bao. Kỳ Lương hơi nhíu mày, xì xì, các ngươi không cảm thấy gần DISOC Sóc ăn nhiều, ngủ nhiều, lại còn dễ mệt mỏi sao? Tâm trạng cũng thay đổi thất thường, lúc vui vẻ thì như muốn nhảy cẫng lên, giây sau có thể đã nước mắt lưng tròng rồi, Chi Lạc bổ sung. Cung Du có một dự cảm chẳng lành, nhìn về phía Tu Sứ, người sau vội vàng xua tay, lúc ta thân mật với A Sóc rất cẩn thận. Cho dù nàng ấy không ở thời kỳ động dục, ta cũng không hoàn toàn cho nàng ấy. Chỉ riêng Tiểu Dã và Tiểu Du, ta còn chưa nuôi dạy xong đây. Thế là tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Vi Sách. Bàn tay đang truyền linh lực của Vi Sách khựng lại, ngơ ngác nhìn bọn họ, sau đó lo lắng bất an hỏi, toa muội muội sẽ không phải là bị bệnh đấy chứ? Nhìn bộ dạng không hiểu gì của anh ta, Ân Giang nheo mắt hỏi, Vi Sách, ngươi không cảm nhận được huyết mạch của chính mình sao? Lúc này Vi Sách hoàn toàn ngây người, nhìn bọn họ, rồi cúi đầu nhìn tiểu giống cái đang ngủ gật trong lòng mình, ta có con rồi sao? Tiêu Thừa không nhịn được nữa, đưa tay lên che trán, Vi Sách ca ca, huynh có con hay không? Chẳng lẽ bản thân không cảm nhận được sao? Chuyện như vậy mà cũng cần phải dạy sao? Vi Sách vội vàng nghiêm túc cảm nhận. Một lúc lâu sau, khi mọi người đang nóng lòng chờ đợi câu trả lời, anh ta thất vọng lắc đầu, ta không cảm nhận được gì cả. Cũng đúng, Miêu Miêu vừa mới sinh Tiểu Du và Tiểu Dã, cơ thể hồi phục lại còn chưa đến thời kỳ động dục. Chi Lạc nói đến đây, mọi người lại chột dạ, Tư Sóc đã hồi phục được hơn 20 ngày rồi, vậy mà vẫn chưa đến thời kỳ động dục. Cung Du tức giận bật cười, cho nên bảo bối thật sự đã mang thai, có thể là nàng ấy vừa mới mang thai, nhưng chúng ta đều không biết là của ai. Ánh mắt Chi Lạc khẽ động, là của hắn sao? Từ sau khi cô nói muốn sinh con cho hắn, hắn liền không còn cố kỵ nữa, lúc thân mật với cô đều hoàn toàn buông thả. Tư Sóc tỉnh dậy, còn chưa mở mắt ra, đã thỏa mãn cọ cọ vào lồng ngực rắn chắc của giống đực. Ân Giang, chào buổi sáng. Ân Giang vỗ vỗ eo cô, để cô cảm nhận được sự khác thường của mình. Tư Sóc ngượng ngùng ôm cổ anh, dạo này cô tiêu hao tâm sức quá độ, lúc nào cũng chưa đến giờ ngủ đã mệt mỏi muốn ngã quỵ. Lúc này, cô cắn một miếng bùa thanh trần, cả người sảng khoái, lật người đè lên anh. Vậy, chúng ta vận động buổi sáng một chút nhé. Ân Giang giữ chặt tay cô đang làm loạn, hơi thở có chút nặng nề, vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc. Sóc Nhi, gần đây em có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Tư Sóc nghiêng đầu, nhớ tới sự mệt mỏi của mình mấy ngày nay, cười nói, em có thể khó chịu chỗ nào chứ? Có thể là vì quá lo lắng cho mọi người, tinh thần quá căng thẳng nên khi thả lỏng lại cảm thấy mệt mỏi thôi.
Ân Giang là đang trách em tối qua lạnh nhạt với anh sao? Cô hôn anh một cái, khẽ cười nói bên tai anh. Thật ra, lúc nửa đêm em ngủ mơ màng, anh cũng có thể vào giấc mơ của em mà. Ân Giang không có kỹ năng nhập mộng, nhưng lúc cô ngủ ngon, anh kéo cô cùng nhau lên mây, chẳng phải là giống như vào trong mơ sao? Anh nhịn không được véo cô một cái, lần sau anh thử xem. Nhưng mà, Sóc Nhi, em không cảm thấy kỳ động dục lần này của em đến muộn sao? Tư Sóc ngẩn người, nằm xuống bắt đầu bẻ ngón tay tính toán, hình như đã hơn 20 ngày kể từ khi cơ thể cô hồi phục, quả thật cô không cảm nhận được kỳ động dục ghé thăm. Điều này không bình thường, chẳng lẽ cơ thể cô chưa hồi phục hoàn toàn? Hay là cô đột nhiên nhớ tới đêm hôm đó ở trong hang động với Vi Sách, Hoa Tình Sinh? Cô vội vàng lấy sách thực vật ra, lật đến phần giới thiệu về hoa tình sinh, cây lâu năm. Có công dụng kỳ diệu là tăng cường tình dục, hỗ trợ thụ thai, dưỡng thai, nâng cao tư chất. Bên dưới còn ghi chú cho những từ này, nào là có thể nâng cao chất lượng nòng nọc của giống đực, nào là khi kết hợp. Hoa tình sinh kích thích cơ thể giống cái chuẩn bị mang thai, nào là bao bọc linh lực của cha mẹ để bảo vệ con non. Tác dụng bảo vệ này rất lớn, có thể trực tiếp che giấu hơi thở của con non, thậm chí ngay cả cha ruột cũng không thể phát hiện ra. Cho đến khi con non đủ khỏe mạnh, hoa tình sinh mới hoàn thành nhiệm vụ, tác dụng biến mất. Vậy là cô thật sự mang thai rồi sao? Tư Sóc không thể tin nổi cúi đầu xoa xoa bụng phẳng lì của mình, mãi mới phản ứng được là mình sắp có cục cưng rồi. Cô kéo áo Ân Giang, giọng nói có chút không chắc chắn, kể lại chuyện hoa tình sinh ít nhất có thể có tác dụng trong một tháng. Nghĩa là phải đến 7, 8 ngày nữa, khi nào bụng lộ rõ, Vi Sách mới có thể cảm nhận được bọn chúng. Ân Giang nghe xong nghiến răng nghiến lợi, Vi Sách thật là giỏi lắm. Tư Sóc chột dạ, lúc đó cô biết rõ ràng đó là hoa tình sinh, cũng biết nó có tác dụng hỗ trợ thụ thai. Nhưng lúc đó đầu óc cô mê man không xem kỹ, nghĩ đến tác dụng mạnh mẽ như vậy, cho dù cô không ở thời kỳ động dục, cũng có thể mang thai. Nhưng lúc này cô lại cảm thấy cơn đói ập đến, khiến cô không nhịn được muốn nôn. Ân Giang vội vàng ôm cô dậy, đi ra phòng khách ăn cơm. Nhìn thấy đầy bàn thức ăn, Tư Sóc cái gì cũng muốn ăn. Uống bát canh gà trước đã, Kỳ Lương đưa qua một bát canh gà, cười nói. Dù sao trên núi trúc của chúng ta cũng nuôi mấy nghìn con gà vịt ngan ngỗng rồi, vậy thì trước tiên cứ ăn trứng, hầm canh cho Sóc Sóc bồi bổ cơ thể. Tư Sóc ực một hơi uống cạn bát canh, đối diện với những giống đực lần đầu tiên đông đủ vào buổi sáng như vậy. Cô đặc biệt không dám nhìn Chi Lạc, cứng cỏi kể lại chuyện ở thung lũng một lần nữa. Chi Lạc thở dài, xoa xoa đầu cô, miêu miêu, đã mang thai rồi thì cứ thả lỏng tâm trạng, ăn ngon, ngủ ngon, đừng để bản thân mệt mỏi, tức giận. Tư Sóc gật đầu thật mạnh, trong lòng thầm nghĩ, lát nữa phải hỏi hệ thống xem có cách tránh thai nào không gây hại cho cơ thể mà hiệu quả lại tốt hay không. Cả buổi sáng Vi Sách ngẩn ngơ, mắt không rời khỏi Tư Sóc, ngay cả thức ăn mà hắn yêu thích nhất cũng chẳng buồn ngó tới. Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của hắn, những nam nhân khác đều không nhịn được cười, có thai thì có thai đi, sau này hắn bận rộn chăm con, cũng không còn thời gian để suốt ngày quấn lấy giống cái nhỏ trong nhà nữa. Đây gọi là gì nhỉ? Thất bại là mẹ thành công. Tư Sóc ăn cơm xong, thấy hắn vẫn ngồi thẳng đơ ra đó, bèn mím môi cười rồi đi tới ngồi xuống bên cạnh. Sách ca, vui đến ngốc luôn rồi à? Vi Sách gật đầu, vẫn còn chưa hoàn hồn, ta không chỉ có giống cái nhỏ, mà còn có cả con luôn sao? Nghĩ đến một tháng trước, hắn bị cả tộc dục dã đi tìm thánh giống cái, hắn phiền muộn vô cùng, trong lòng không hề có ý định giao thú ấn của mình ra ngoài. Thậm chí còn trẻ con đến mức muốn bỏ nhà ra đi để uy hiếp mọi người, đừng quan tâm đến cuộc sống cá nhân của hắn nữa. Ai ngờ được rằng hắn lại gặp được thánh giống cái mà mình vừa gặp đã yêu thích. O, trên, quy ngại ngùng ngủ với nhau hai đêm. Thế mà đã có con rồi. Hắn sắp được làm a cha rồi, giống cái nhỏ sắp sinh con cho hắn rồi. Dù nghĩ thế nào, hắn cũng cảm thấy như mình đang nằm mơ vậy. Kinh hỉ đến quá bất ngờ, khiến hắn choáng váng. Tư Sóc không nhịn được cười, khoác tay hắn. Sách ca, huynh mau đi học hỏi kinh nghiệm chăm con từ Tu Xích đi, kẻo hơn một tháng nữa huynh lại luống cuống tay chân. Vi Sách gật đầu lia lịa, ôm nàng vào lòng, nhưng lại không dám dùng sức, vừa cảm động vừa vui mừng cọ cọ vào người nàng. Sóc muội, chúng ta có con rồi sao? Kỳ Lương ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng, có thì có đi, cần gì phải thể hiện trước mặt mọi người như vậy chứ, muốn người khác ghen tị à? Tư Sóc vỗ vỗ lưng Vi Sách, Sách ca, chuyện này huynh đừng nói cho ai biết vội, đợi tác dụng của hoa tình sinh hết hẳn rồi hãy nói. Trong cả thung lũng này, chỉ có một mảnh hoa tình sinh, nó có thể phá vỡ rất nhiều rào cản, gần như có thể bỏ qua tình trạng cơ thể của cha mẹ, sinh ra những đứa con có thiên phú hơn người. Nếu để người khác biết được, chắc chắn sẽ gây ra náo động lớn,
đặc biệt là tộc trưởng Ứng Long tộc hiện tại đang phát điên lên kia. Vi Sách ừ một tiếng, Sóc muội yên tâm, ta nhất định sẽ giữ bí mật. Có sinh mệnh nhỏ sắp chào đời, trong nhà vui mừng nhiều hơn là lo lắng. Ngay cả Tu Du và Tu Dã cũng biết mình sắp được làm ca ca, tỷ tỷ rồi, tò mò vây quanh Tư Sóc. Du Du, A Mẫu, mấy, Tu Du hiện tại đã được gần một tháng tuổi, nhưng con của thú nhân lớn rất nhanh, cộng thêm việc mỗi ngày đều được bổ sung dinh dưỡng đầy đủ. Có linh khí nuôi dưỡng, lại được sinh ra đã mang theo truyền thừa, hiện tại con bé đã mặc bộ da rắn mát mẻ do Kỳ Lương cung cấp, bò khắp nơi. Tuy nhiên, cô bé rất thích sạch sẽ, nhất quyết không chịu xuống đất, đi đâu cũng phải để A Cha bế, hoặc là để ca ca gầy yếu hơn mình một nửa cõng. Lúc này con bé đang cưỡi trên lưng Tu Dã. Tư Sóc mỉm cười, ta cũng không biết, nhưng vừa rồi ta đã cầu nguyện với thú thần, hy vọng có thể có 2-3 đứa con, cũng có một muội muội. Tu Du vui mừng vỗ tay, Du Du, tỷ tỷ, chơi. Đúng vậy, Du Du là tỷ tỷ, có thể dẫn muội muội đi chơi, nhưng con không được bắt nạt đệ đệ, muội muội của mình đấy. Tư Sóc véo mũi con bé, mỉm cười nói. Tu Du nhăn mũi, không đâu, Du Du, ngoan, tỷ tỷ, ngoan, ca ca. Tu Dã cũng cười nói. Chẳng phải là ca ca ngoan sao? Tu Dã gần như không cần người lớn trông nom, thậm chí còn có thể giúp đỡ dẫn Tu Du đi dạo khắp sân nữa. Ăn cơm xong, Tư Sóc không hề cảm thấy mình đang mang thai, nếu không phải các nam nhân trong nhà nhìn chằm chằm, nàng còn muốn nhảy nhót một phen. Tiêu Thừa kéo Tư Sóc vào phòng, đóng cửa lại liền đè nàng lên cửa, cho nàng ăn tinh thạch vô thuộc tính, giúp nàng dẫn dắt linh khí vận hành trong cơ thể. Tư Sóc hiện tại đã mò mẫm học được cách dùng linh khí nuôi dưỡng cơ thể, sau khi linh khí trong đan điền chuyển hóa thành linh lực, lại có thể từng chút một tôi luyện da thịt, gân cốt. Trước kia nàng hấp thu tinh thạch, giống như người mới lái xe, không dám chạy quá nhanh, dần dần mới có thể ổn định phát huy. Mà hấp thu tinh thạch vô thuộc tính thì giống như ngồi trên tên lửa vậy, đẩy nàng lao vun vút, nàng chỉ kịp nắm chắc phương hướng. Một viên tinh thạch xuống bụng, cả người nàng có cảm giác như được lột xác. Sợ con cái hấp thu không đủ, nàng cố ý để dành một phần năng lượng, bao bọc lấy bụng. Tỷ tỷ, chúng ta có rất nhiều tinh thạch vô thuộc tính, vừa hay mỗi ngày cho tỷ và con hấp thu. Tư Sóc mỉm cười hôn lên môi hắn một cái, đuôi của Tư Thừa lập tức quấn lấy, hắn cũng thuận thế hôn sâu hơn. Vì Chi Lạc, Cung Du và Ân Giang thể hiện xuất sắc trong cuộc thi cá nhân của binh lính thú, sau đó lần lượt khiêu chiến thành công trong doanh trại, trở thành trung đội. Lại thêm việc thú Phu Imi, Hàn Hà đi khắp nơi tuyên truyền, không ít thú nhân đã bắt đầu xếp hàng đưa con cái của mình đến báo danh tại Ngũ Hành Võ Quán ở bên ngoài tổ trạch thực thiết thú. Ngũ Hành Võ Quán mới được mở, để có nhiều học viên hơn, họ áp dụng hình thức đăng ký theo nhóm được giảm giá. Thú nhân sống ở thành Quảng Thọ có rất nhiều bạn bè, nhà nào mà chẳng có vài đứa con. Học phí giảm 30%, tặng kèm lớp học xóa mù chữ thú văn, thêm một bộ sách giáo khoa và bút mực giấy nghiên, vừa bán kèm vừa quảng cáo. Mô hình kinh doanh này rất thịnh hành ở đời sau. Người hiện đại còn không thể cưỡng lại được, thú nhân tự nhiên cũng không thể nào chịu nổi, không nói đến học phí phải chăng. Đồ tặng kèm đắt tiền, quan trọng nhất là con cái học được thú văn, sau này tiền đồ rộng mở, nói là hơn người một bậc cũng không quá. Chỉ trong vòng 3-4 ngày, 10 lớp học, 200 học sinh đã được lấp đầy. Võ quán có thực thiết thú nhân giúp đỡ, Bách Thiện học đường có Tam Vĩ Lam Hồ tộc nhân giúp đỡ, việc mở lớp cũng đâu ra đấy. Khuôn chữ kim loại bọn họ đã chế tạo xong một bộ, Tư Sóc lại sao chép thêm 2 bộ nữa. Hơn 300 quyển sách giáo khoa được in bằng những khuôn chữ kim loại này, kiểu chữ vừa hiệu quả vừa đẹp mắt này đã khiến rất nhiều thú nhân kinh ngạc. Tuy nhiên, thú văn vẫn chưa được phổ biến, bút mực giấy nghiên do xưởng nhỏ sản xuất ra bán được rất ít. Bút mực giấy nghiên đã chất đống trong kho, công nhân trong xưởng mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ, sợ rằng chủ xưởng đột nhiên đóng cửa. Tư Sóc hiện tại là đối tượng được bảo vệ trọng điểm trong nhà, cái này không được, cái kia không xong, ngay cả việc bán linh thực cũng phải dừng lại. Nàng suy nghĩ, kỹ thuật in ấn sẽ gây ra chấn động lớn, cho dù bọn họ đã bàn bạc sẽ giao nó ra ngoài, nhưng giao cho ai, giao như thế nào, cũng là một vấn đề đáng để suy nghĩ. Ít nhất là năm nay bọn họ không nên có động thái gì lớn, vừa hay sang năm là năm quan trọng để thay đổi thành chủ trong cuộc thi binh lính thú. Chỉ cần thành chủ không phải là người của nhà Nạp Lan và nhà họ Chữ, bọn họ sẽ dâng kỹ thuật in ấn lên. Trước đó, bọn họ có thể đưa việc phổ cập thú văn vào lịch trình trước. Tư Sóc lấy bút và giấy ra, bắt đầu viết ra những ý tưởng của mình về việc làm thế nào để nâng cao sự thôi thúc học chữ của mọi người, cũng như làm thế nào để xóa mù chữ cho nhiều thú nhân hơn, mà đây chính là nền tảng để quảng bá kỹ thuật in ấn, là tiền đề để bán được số lượng lớn bút mực giấy nghiên. Thánh nữ Tư Sóc có ở nhà không? Một giọng nói vang dội từ phía trước truyền đến. Là Kim Sư thú nhân, Chi Lạc đang nấu cơm,
nghe thấy giọng nói liền kinh ngạc nói. Đại hội binh lính thú đã chính thức kết thúc được 5-6 ngày rồi, không ngờ Kim Sư Thú Nhân lại tìm đến. Từ sau khi Chi Lạc, Cung Du và Ân Giang trở thành trung đội, bọn họ đều thực hiện chế độ trực 2 ngày nghỉ 1 ngày, thay phiên nhau ở nhà. Kim Sư Thú Nhân chắc chắn đã hỏi thăm trước, vừa đến đã hỏi Tư Sóc có ở nhà hay không, có lẽ là dẫn theo giống cái nhà mình đến. Quả nhiên, Chi Lạc ra mở cửa nghênh đón, ba Kim Sư Thú Nhân dẫn theo hai giống cái xách theo rất nhiều đồ đi vào. Không chỉ có bọn họ, còn có ba anh em Bạch Lang và Hải Đường Thỏ Lê Tuệ, cùng với một Bạch Lang thú nhân xa lạ nhưng tuấn tú rụt rè, cấp 12. Ánh mắt Chi Lạc dừng lại trên người hắn một chút, cười nói, Tư Sóc nhà ta đang ở nhà, từ khi mang thai, nàng ấy luôn ở nhà không ra ngoài mấy, mọi người đến, nàng ấy rất vui. Nhìn ngôi nhà rộng rãi sáng sủa, trồng rất nhiều rau quả và hoa cỏ, cây cối xanh tươi, không khí tràn ngập hương hoa, mọi người đều khen ngợi với vẻ mặt ngưỡng mộ. Tư Sóc đã sớm biết mọi người đến từ chỗ chi kỳ, bày sẵn bánh ngọt và trái cây trên bàn, sau đó sai Vi Sách đi rót trà hoa mật ong. Hai đứa nhỏ cũng ở nhà buồn chán, biết có khách đến, liền chạy lon ton ra ngoài đón, ngó đầu ra nhìn thấy chỉ có người lớn đến thì có chút thất vọng. Mèo con, đây là Kim Chí, Kim Hào và Kim Sán của Kim Sư Tộc, Chi Lạc cười giới thiệu. Kim Chí là thú phu của ta tên Kim Phán, cũng là người của Kim Sư Tộc, một giống cái cao giáo, dáng người cân đối, nước da trắng nõn, dung mạo thanh tú, mái tóc vàng óng, cười rạng rỡ tự giới thiệu. Ta tên Mãn Cô, là giống cái bốc cốc, Kim Hào là thú phu của ta. Giống cái bên cạnh có mái tóc màu xám xanh, dáng người đầy đặn, lại còn có khuôn mặt tròn trịa, cười rất đáng yêu. Tư Sóc chớp chớp mắt, nếu nàng nhớ không lầm, bốc cốc là chim cu gáy phải không? Chim cu gáy thích đẻ trứng vào tổ của các loài chim khác, không biết thú nhân có còn giữ thói quen này không? Chào mọi người, ta tên Tư Sóc, là giống cái miêu thú. Tư Sóc mỉm cười tự giới thiệu, đây là thú phu Chi Lạc của ta, còn kia là thú phu Vi Sách của ta. Hai đứa nhỏ đã chạy đến bên cạnh nàng, Tư Sóc xoa đầu bọn nhỏ, đây là hai đứa con lộc thú của ta, Tu Du và Tu Dã. Lê Tuệ, Hải Đường Thỏ thú nhân, thú phu của ta là Ngao Ngôn, Ngao Tín và Ngao Thái, đây là Ngao Quân, con trai của tộc trưởng chúng ta, đến đây chơi cùng, Lê Tuệ nói tiếp. Kim Phán cười tủm tỉm chỉ vào Kim Sán, trùng hợp quá, đây cũng là Kim Sán, con trai của tộc trưởng chúng ta. Tư Sóc nhớ Kim Sán, chính là Kim Sư Thú suýt chút nữa bị Ứng Long Thú Nhân hệ băng giết chết trên võ đài. Lúc đó hắn bị thương rất nặng, nàng còn tưởng hắn phải nghỉ ngơi 1-2 tháng. Không ngờ hắn lại gặp dữ hóa lành, thăng cấp lên cấp 12, vết thương trong cơ thể đã khỏi 7-8 phần. Cảm nhận được ánh mắt của nàng, Kim Sán căng thẳng đứng thẳng lưng, nắm chặt tay, khoe ra những đường nét cơ bắp rắn chắc, khỏe khoắn của mình. Tuy nhiên, Tư Sóc chỉ liếc mắt một cái rồi thu hồi tầm mắt, sau đó nhanh chóng lướt qua người Ngao Quân, tóc bạc mắt vàng, vẻ ngoài đẹp trai ngỗ ngược, đúng là kiểu sói con điển hình. Nàng mỉm cười mời mọi người ngồi xuống ăn uống, nói chuyện. Vi Sách ngồi bên cạnh nàng, thân hình cao lớn hơi nghiêng người che chắn một số ánh mắt, lúc thì gọt hoa quả cho nàng, lúc thì lấy nước và trái cây. Gần đây hắn tiến bộ rất nhanh, được các huynh đệ kết nghĩa dạy dỗ, hiện tại hắn cũng có thể chu đáo tỉ mỉ. Tư Sóc, lần này chúng ta đến đây là để cảm ơn thú phu của ngươi, đã ra tay cứu giúp thú phu của chúng ta trên võ đài, các giống cái thành tâm nói. Tư Sóc cười xua tay, bọn họ chỉ là ra tay nghĩa hiệp, không quen nhìn cách làm của những nam nhân kia. Nếu đổi lại là mọi người, chắc chắn cũng sẽ làm như vậy. Sau khi khách sáo vài câu, làm quen với nhau, nam nhân ngồi nói chuyện với nhau, nữ nhân cũng ngồi cùng nhau nói về thú phu, con cái, ăn uống, mặc gì. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, Kim Phán nói ra mục đích khác của chuyến đi này, năm nay đại hội thánh nữ do Ứng Long tộc tổ chức, mời tất cả thánh nữ trong thành Quảng Thọ, cùng với nam nhân ưu tú cấp 10 trở lên của 13 gia tộc, 8 đại bộ lạc còn giữ thú ấn. Tư Sóc cũng nhận được lời mời rồi chứ? Tư Sóc ngẩn người, nàng chưa nghe nói đến chuyện này. Vi Sách lạnh lùng liếc nhìn mấy giống cái kia, nhỏ giọng giải thích bên cạnh, Sóc muội, đại hội binh lính thú vừa kết thúc, đã có thị vệ của phủ thành chủ đưa thư mời bằng tre đến thực thiết thú tộc. Tên của muội cũng có trong đó, nhưng mà muội đang mang thai, cho nên chúng ta không nói cho muội biết. Tư Sóc mím môi, Ứng Long tộc vốn dĩ đã nhắm vào nhà bọn họ, trong đại hội binh lính thú, Chi Lạc còn cùng ba Kim Sư thú nhân hợp sức loại bỏ hai Ứng Long tộc nhân. Lén lút, Chi Lạc, Cung Du và Ân Giang cũng không biết đã tính kế bao nhiêu lần. Ứng Long tộc nhân chắc chắn là càng thêm tức giận, bọn họ có rất nhiều cách để ép nàng tham gia đại hội thánh nữ lần này. Nàng gật đầu, nhìn về phía Kim Phán, Kim Phán tỷ, đại hội lần này có vấn đề gì sao? Kim Phán nhìn chằm chằm vào ánh mắt lạnh nhạt của Vi Sách, kiên trì nói, người của Ứng Long tộc nói rằng,
Những năm trước, mọi người đều rất hợp tác trong đại hội thánh nữ, hy vọng lần này mọi người cũng nể mặt Ứng Long tộc, cố gắng đến đông đủ. Bọn họ nói rằng, dù chỉ là đến ăn một bữa cơm, nói vài câu, thì cũng là vì sự sinh sôi nảy nở của các thế lực. Nếu ai đó vắng mặt không lý do, thì không chỉ là coi thường Ứng Long tộc, mà còn là coi thường tâm huyết mà phủ thành chủ đã bỏ ra vì mọi người, những kẻ không biết điều. Ích kỷ như vậy, không nên được phủ thành chủ che chở. Sau này những đứa con trai ưu tú và thánh nữ trong thành cũng đừng nên có dây dưa gì với thế lực phía sau bọn họ. Thật ra chúng ta đều biết, người của Ứng Long tộc không có ý tốt. Tư Sóc, muội yên tâm, không chỉ có thực thiết thú tộc bảo vệ muội, Kim Sư tộc chúng ta cũng nguyện ý. Nói đến đây, Kim Sán đứng dậy, hơi khom người, có chút căng thẳng nói, thánh nữ Tư Sóc, ta nguyện ý trở thành thú phu của muội. Ta biết thực lực của ta không mạnh, nhưng ta nhất định sẽ cố gắng rèn luyện, sớm ngày nâng cao cảnh giới, phấn đấu đạt đến cấp 13. Chưa để Tư Sóc kịp phản ứng, Lê Tuệ cũng nói theo, còn có Bạch Lang tộc chúng ta nữa. Thành Quảng Thọ này không phải là địa bàn của Ứng Long tộc. Bọn họ dựa vào đâu mà mặt mũi lớn như vậy, dựa vào phủ thành chủ, muốn nhúng tay vào chuyện kết đôi của thánh nữ và nam nhân ưu tú trong thành. Ngao Quân tiến lên một bước, cung kính khom người hứa hẹn, thánh nữ Tư Sóc, ta cũng nguyện ý trở thành thú phu của muội, dùng tính mạng để bảo vệ muội và các con. Lúc này Tư Sóc giờ khóc giờ cười nhận ra mình bị cầu hôn, hơn nữa còn là hai người cùng lúc, nàng quay đầu nhìn Chi Lạc và Vi Sách. Hai nam nhân đều cúi đầu, che giấu cảm xúc của mình, dường như để mặc cho nàng quyết định, nhưng trên người toát ra cảm xúc không vui, không muốn là không thể che giấu. Điều này thật kỳ lạ, trước đây bọn họ đều thúc giục nàng kết đôi, tìm thú phu, bây giờ lại để mặc cho nàng tự ý quyết định. Là vì thực lực của Kim Sán và Ngao Quân không đủ mạnh, cho nên bọn họ chê. Tư Sóc là người giữ chữ tín, trong nhà đã có 7 thú phu là đủ rồi, thêm nữa nàng sẽ nổ tung mất. Ở thế giới thú nhân, nam nhân cần phải cùng nhau bảo vệ nữ nhân, đây là điều bất đắc dĩ dưới quy luật sinh tồn khắc nghiệt, ai mà không có trái tim. Làm sao có thể chịu đựng được hết lần này đến lần khác bị thử thách, bị giày vò, bị chà đạp, bị lừa dối và bị coi thường. Bọn họ đều là thú phu của nàng, là người nhà của nàng, là sự kết hợp vì sinh tồn cũng là vì rung động. Hiện tại cuộc sống của bọn họ đang đi vào quỹ đạo, không cần phải thêm thành viên mới nữa. Nói chính xác hơn là thêm phiền phức cho các thú phu. Nàng khẽ cười nói với Chi Lạc, Chi Lạc, gà mái sau vườn nhà chúng ta có phải là đã đẻ trứng rồi không? Huynh dẫn Dã Nhi và Hữu Nhi ra đó bê hai giỏ vào đây, lát nữa cho Kim Phán, Mãn Cô và Lê Tuệ mang về một ít. Sách ca ca. Được rồi, tiểu giống cái mặt mỏng bắt đầu đuổi khéo rồi. Chi Lạc đứng dậy, mặt không chút thay đổi, sách hai đứa nhỏ đang hóng chuyện rời đi. Vi Sách cũng không đợi nàng phân phó, bất ức đứng dậy tự tìm việc cho mình, trà không còn nhiều nữa, ta đi pha thêm. Quả nhiên, cuộc đời của hắn tràn ngập những tình tiết đầy kịch tính, kết đôi trong chớp nhoáng, có con trong chớp nhoáng. Hiện tại hắn còn chưa cùng tiểu giống cái sống như vợ chồng già. Đã trở thành hoa tàn ngày hôm qua, trong nhà sắp có thêm thành viên mới, người nào người nấy đều trẻ trung, đẹp trai hơn hắn. Tư Sóc suýt chút nữa thì bị hắn chọc cười, nghiêm túc gật đầu. Đợi bọn họ rời đi, Tư Sóc mới nhìn về phía Kim Sư tộc nhân và Bạch Lang tộc nhân. Dù sao nàng cũng đã sống lại được 6-7 tháng rồi, hiểu rõ sự thẳng thắn và dứt khoát của thú nhân trong chuyện kết đôi. Nàng mỉm cười lắc đầu, rất tiếc, hiện tại ta đã có 7 thú phu, bọn họ đều rất cố gắng và ưu tú. Ta rất thích bầu không khí hiện tại trong nhà, không có ý định nhận thêm thú phu mới. Đôi khi, thú phu trong nhà nhiều quá, chưa chắc đã mang lại cảm giác an toàn cho gia đình, ngược lại còn dễ nảy sinh mâu thuẫn gia đình. Kim Sán và Ngao Quân đều rất tốt, trẻ tuổi, đẹp trai, thiên phú không tệ, nên lựa chọn giống cái mà mình thích. Duyên phận giữa chúng ta chỉ đến đây thôi. Kim Sán và Ngao Quân đều là con trai của tộc trưởng, tư chất tốt, lại chăm chỉ, tuổi còn trẻ đã là thú nhân cấp 12. Không cần nói trong tộc, mà cả thành Quảng Thọ này, bọn họ cũng là đối tượng kết đôi rất được yêu thích. Bọn họ vẫn luôn không tìm kiếm thánh nữ, chính là muốn sau khi nâng cao thực lực, có thể cho thánh nữ sự bảo vệ tốt hơn. Bọn họ không ngờ rằng mình tự mình đến cửa cầu hôn lại bị từ chối. Trên mặt hai người đều lộ vẻ không dám tin và không cam lòng. Vừa rồi thánh nữ Tư Sóc còn đuổi hai thú phu đi, chẳng lẽ không phải là có ý định nhận bọn họ sao? Thánh nữ Tư Sóc, ta tuy rằng mới lên cấp 12, nhưng dù là giá trị chiến lược hay kinh nghiệm đều rất phong phú, muội có thể cho ta một cơ hội để thể hiện bản thân, Kim Sán vội vàng tranh thủ. Thánh nữ Tư Sóc, Bạch Lang tộc chúng ta từ trước đến nay luôn trung thủy, ở thành Quảng Thọ này, không có nhiều thế lực còn giữ truyền thống thú ấn. Chúng ta cũng đoàn kết nhất trí, chủng tộc đông đảo, sau khi kết đôi, ta cũng có thể chuyển đến ở. Ngao Quân gãi đầu, mặt đỏ bừng nói. Tư Sóc mỉm cười,
Lúc đầu ta đã nói rõ với các thú phu của ta rồi, Vi Sách là người cuối cùng, điều này không liên quan gì đến việc các ngươi tốt hay không, gia tộc mạnh hay yếu. Ta là người rất cố chấp, đã nói là làm. Giọng nàng kiên quyết, ánh mắt trong sáng, quả thực không có chút tình cảm nào khác ngoài sự cảm kích. Mãn Cô cười nói, xin lỗi Tư Sóc, là chúng ta tự mình đa tình. Đã là ý của muội, vậy chúng ta cũng không miễn cưỡng, là hai đứa nó không có phúc. Lê Tuệ cũng gật đầu, đúng vậy, tuy không thể kết đôi, nhưng Tư Sóc, nhà muội cũng là ân nhân của Bạch Lang tộc chúng ta. Tư Sóc thở phào nhẹ nhõm, mím môi hỏi, nếu ta không tham gia, có phải thực thiết thú tộc sẽ bị cô lập, nam nhân trong tộc sẽ khó tìm được thánh nữ kết đôi không? Mỗi thế lực đều có thánh nữ mà mình cung phụng, thường trú, rất ít người của gia tộc lớn và bộ lạc đến thế lực khác kết đôi với thánh nữ. Còn những thánh nữ khác, e rằng cũng không muốn mạo hiểm đắc tội với Ứng Long tộc mà lựa chọn thú phu thực thiết. Ít nhất là trong vòng 1-2 năm nay, phải đợi cơn tức giận mà Ứng Long tộc phải chịu đựng trong mấy tháng nay tiêu tan đã, Kim Phán nhỏ giọng nói. Người của thực thiết thú tộc vốn đã ít, bởi vì nàng vắng mặt, trong chuyện kết đôi lại thêm một cửa ải nữa. Trong vòng 1-2 năm không có giống cái mới gia nhập, con cái sinh ra ít hoặc thiên phú tư chất không cao, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến địa vị của thực thiết thú tộc ở thành Quảng Thọ sau này. Thế lực trong thành Quảng Thọ thay đổi rất nhanh, một thế hệ tinh anh bị đứt đoạn, chắc chắn sẽ trở thành điểm yếu chí mạng. Tư Sóc nhướng mày, xem ra đại hội thánh nữ lần này nàng phải đi dạo một vòng rồi. Né tránh mãi, chỉ khiến đối phương tưởng rằng nàng sợ hãi, còn giở trò khác nữa. Trong lòng nàng có linh cảm, bởi vì trước đó bọn họ đã chia thông tin của các thánh nữ thành nhiều đợt, gửi đến các thế lực khác nhau. Kế hoạch gieo giống của chữ Dực, thiếu tộc trưởng Ứng Long tộc đã phá sản, chắc chắn hắn ta đang âm mưu điều gì đó. Có lẽ, lúc đó bọn họ có thể nhân cơ hội này, triệt để dẹp yên Ứng Long tộc, ít nhất cũng phải dằn mặt bọn họ một phen. Đợi đến khi hai tiểu nhân trong lòng Vi Sách đánh nhau xong, chậm chạp rót thêm trà, Tư Sóc đang trò chuyện vui vẻ với các giống cái, còn các nam nhân thì ngồi cùng nhau nói chuyện về đại hội binh lính thú. Cho nên, tiểu giống cái trong nhà rốt cuộc đã tìm cho hắn mấy huynh đệ kết nghĩa rồi, là đã nhận hết rồi, hay là chỉ nhận một người. Vi Sách đứng ngồi không yên, nhưng vẫn ngồi cạnh Tư Sóc, im lặng bóc đậu phộng luộc cho nàng. Sinh con ấy à, là điều không thể kiểm soát nhất, cho nên khi nam nhân tìm kiếm thánh nữ kết đôi, sẽ cân nhắc xem thánh nữ là thú gì, bởi vì có đến 3% khả năng, con cái sẽ giống mẹ. Tư Sóc rất ít khi giao tiếp với các giống cái khác, trước đây nàng chơi thân với Imi, nhưng Imi cũng là người mới, cũng chẳng biết nhiều hơn nàng là bao, không bằng mấy giống cái này. 3%, Tư Sóc nhớ ra, con của Imi sinh cho Khấu Ba, chính là giống mẹ, ba con hồ ly đỏ. Vậy thì, nàng đột nhiên nhìn Vi Sách, sau đó cúi đầu nhìn bụng mình, nhớ đâu, nàng sinh ra mèo con bạch thể thì sao? Bọn nhỏ có đến 6-8% khả năng bị điếc. Hơn nữa, hình thú ở một mức độ nhất định có thể quyết định giới hạn trên và dưới của giá trị chiến lược của nam nhân, nàng hy vọng con trai của mình có thể oai phong lẫm liệt như phụ thân. Thấy nàng hơi mất tập trung, có vẻ mệt mỏi, mọi người cũng không ở lại lâu, mỗi người xách theo một giỏ trứng và 10 con gà vịt ngỗng rời đi. Sau khi tiễn khách xong, Tư Sóc vội vàng quay về phòng, leo lên giường, quỳ rạp xuống ra thú, chắp hai tay cầu nguyện với thú thần, thần thú đại nhân tôn kính, con hy vọng trong bụng mình là 2-3 đứa nhỏ, có một nữ nhi. Các con đều giống phụ thân của chúng, nhất định đừng giống con. Thú thần nghe không nổi nữa, nhịn không được hừ lạnh, tiểu giống cái, yêu cầu của ngươi cũng nhiều quá rồi đấy. Người ta nhiều nhất cũng chỉ cầu cho con cái là nam hay nữ, ta thấy bọn họ thành tâm, nên mới ban cho mỗi nhà 1-2 đứa con. Tư Sóc khẽ cười, nếu con có thể giải quyết được nguy cơ lần này của các thánh nữ trong thành Quảng Thọ thì sao? Thú thần khẽ huýt gió, tiểu giống cái, ta thấy ta nên nhường chức thú thần cho ngươi làm đi. Khẩu khí lớn như vậy, ngươi không sợ cắn phải lưỡi à? Ngay cả ta cũng không dám nói năng bừa bãi như vậy. Tư Sóc cười nói, đó là vì thú thần đại nhân ngài quá mức tận tâm, luôn giữ bổn phận, thương xót chúng sinh. Luôn cảm thấy mình đang chứng kiến dòng chảy lịch sử của cả đại lục thú nhân, căn bản không để ý đến những chuyện nhỏ nhặt trước mắt. Thú thần ngạc nhiên trước sự thấu đáo của nàng, quả thực là như vậy, mỗi ngày trên đại lục thú nhân xảy ra biết bao nhiêu chuyện, hắn không thể nào chỉ nhìn chằm chằm vào thành Quảng Thọ được. Hơn nữa, mỗi thời mỗi khắc, luôn có vài kẻ xấu xa, quấy rầy cuộc sống yên bình của thú nhân, nhiều nhất cũng chỉ là một chủng tộc hoặc bộ lạc bị diệt vong. Đối với sự phát triển lâu dài của cả đại lục thú nhân mà nói, đó là sự đào thải tự nhiên, là sự tuần hoàn, cũng là điều tất yếu trong sự ngẫu nhiên, không cần hắn phải nhúng tay vào. Ai biết được sự can thiệp của hắn có khi lại khiến lịch sử đi chệch hướng hay không? Ngươi đã biết như vậy, vậy thì ngươi còn muốn bàn bạc gì với ta? Tư Sóc mím môi cười nhẹ, nhưng mà, cách hành xử của Ứng Long tộc chính là cần phải bị lật đổ.
đại hội thánh nữ có liên quan đến toàn bộ thành Quảng Thọ, thậm chí là tương lai mấy chục năm, thậm chí là cả trăm năm của thú nhân ở Trung Đại Lục. Bọn họ khó khăn lắm mới có được cơ hội tổ chức đại hội thánh nữ, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này để giở trò đâu. Ngài thật sự muốn đánh cược một phen sao? Đây rất có thể là bước ngoặt của lịch sử. Ta không tin ngài không có chút trách nhiệm nào. Ta cũng cảm thấy thú thần đại nhân nhân từ, luôn thiên vị ta. Nhiệm vụ khó khăn như vậy, ta có thể gánh vác được, tuyệt đối không để ngài khó xử. Nếu có chuyện gì xảy ra, ngài cứ việc đổ hết lên đầu ta. Thú thần bị chọc cười, hắn là người vô trách nhiệm như vậy sao? Cần một tiểu giống cái gánh vác thay. Nhìn nàng nói năng hùng hồn, vẻ mặt chân thành, thú thần cảm thấy nàng cũng coi như có chút lương tâm. Cũng không đến mức nghiêm trọng như vậy, không phải là để cho con của ngươi không giống ngươi, là mèo trắng mắt xanh dị hóa sao? Các thú phu của ngươi đều có tư chất không tồi, được ngươi sinh con cho, chắc chắn bọn nhỏ cũng sẽ có thành tựu. Xem như nể mặt các ngươi muốn phổ cập thú văn, sẽ thúc đẩy sự phát triển của nền văn minh thú nhân, ta đồng ý. Còn về đại hội thánh nữ, ngươi cứ cố gắng hết sức là được, nếu có thể ngăn cản được, ta sẽ ghi nhớ công lao của ngươi. Còn nếu không thể, vậy thì chính là ngươi tự mình chuốc lấy thất bại, không thể nào cản trở được tiến trình lịch sử. Tư Sóc liên tục ừm, ta biết thú thần đại nhân luôn có lòng yêu thương bao la, đặc biệt quan tâm đến sự an nguy và hạnh phúc của các thánh nữ. Có ngài ở đây, đại lục thú nhân nhất định sẽ ngày càng phát triển, đến lúc đó ngài công đức viên mãn, cũng là phúc khí của toàn thể thú nhân trên đại lục. Thôi đi, ta không phải là mấy tên thú phu của ngươi, để mặc cho ngươi dùng lời ngon tiếng ngọt sủ dỗ. Ứng Long tộc từ trước đến nay luôn hành sự tàn nhẫn, chỉ là số mệnh của bọn họ vẫn chưa hết, các ngươi đừng có sơ suất. Thú thần rốt cuộc vẫn cảm thấy tiểu giống cái này thú vị, nhịn không được nhắc nhở một câu. Tư Sóc nghiêm túc gật đầu, thú thần đại nhân yên tâm, ta rất quý trọng mạng sống của mình, nhất định sẽ đảm bảo an toàn cho bản thân và người nhà trước, sau đó mới nhúng tay vào chuyện này. Tuyệt đối sẽ không để Ứng Long tộc dồn hết lửa giận lên người chúng ta. Nói chính xác hơn là, nàng muốn phân tán lửa giận đang tập trung trên người nàng ra, khiến Ứng Long tộc tự lo không xong. Có được lời hứa của thú thần, Tư Sóc mới thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa bụng bầu đã hơi nhô lên, khóe môi khẽ cong lên. Nàng không dám đánh cược với xác suất 3% kia. Nỗi khổ mà nguyên chủ đã phải chịu, nàng không muốn để con cái của mình phải chịu đựng lại một lần nữa. Đợi đến khi nàng đẩy cửa bước ra ngoài, liền nhìn thấy cả một sân đầy nam nhân. Tư Sóc không khỏi ngẩng đầu nhìn trời, không ngờ trong nhà có khách, thời gian trôi qua nhanh như vậy, các thú phu đã tan ca rồi. Buổi chiều, mặt trời vẫn còn le lói trên bầu trời, vẫn mang theo nhiệt độ nóng rực. Không khí khô hanh, oi bức, nhưng thú nhân dù sống trong thành, vẫn lặp lại công việc thường ngày. Nhìn các thú phu mồ hôi nhễ nhại, Tư Sóc không khỏi đau lòng, mọi người đói bụng rồi phải không? Tối nay chúng ta ăn lẩu đi, ta đã bảo Kỳ Lương nhét thêm đá vào không gian rồi. Sau đại hội, Kỳ Lương nghỉ ngơi 2 ngày, lại tiếp tục lên đường cùng đội ngũ thương nhân, lần này bọn họ đổi hướng khác. Vào mùa hè nóng bức, được ăn lẩu trong phòng mát mẻ, thật sự rất thoải mái. Hơn nữa cách ăn này cũng là cách mà các thú phu yêu thích nhất, có thể ăn thêm nhiều rau củ quả, bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể. Nghe nàng nói vậy, mọi người liền phân công nhau làm việc, ninh nước dùng xương, hái rau rửa rau, chuẩn bị thịt, mì, đĩa trái cây. Vi Sách đang định đi lấy bát đũa, vô tình liếc mắt nhìn Tư Sóc, đột nhiên hắn quay đầu lại, ngây ngốc nhìn bụng của tiểu giống cái, hắn cảm nhận được huyết mạch của mình rồi. Hắn sải bước tiến lên, nhịn không được quỳ một gối xuống, tay nhẹ nhàng chạm vào bụng Tư Sóc, ngây ngốc nói, Sóc muội, trong bụng muội thật sự có con của ta. Tư Sóc mím môi cười, đúng vậy, Sách ca sắp được làm cha rồi. Vi Sách vui mừng nhảy dựng lên, ôm lấy Tư Sóc rồi chạy lên mái nhà, trước đây bọn họ chỉ là phỏng đoán. Bây giờ hắn đã có thể cảm nhận được huyết mạch rõ ràng như vậy, cảm giác chân thật và kỳ diệu như bao trùm lấy hắn. Gào gào gào, ta có con rồi, Sóc muội mang thai con của ta. Hắn kích động đến mức không biết phải làm sao, liền ngửa mặt lên trời hú dài. Nhà bọn họ chỉ cách nhà cũ của thực thiết thú tộc có một con đường, tiếng hú hưng phấn của hắn truyền đi rất xa, ít nhất cũng phải nửa tộc nhân trong tộc đều nghe thấy. Mọi người cũng lần lượt chạy lên mái nhà, vui mừng hú lên chúc mừng hắn. Vi Cẩm càng thêm vui mừng, nhảy qua mấy bức tường rồi đi vào, nhìn thấy con trai ngốc của mình không biết nặng nhẹ mà ôm tiểu giống cái lên mái nhà. Tức giận quát, nhanh chóng xuống đây cho ta, có dọa Sóc Nhi sợ không hả? Con sắp được làm cha rồi, sao lại không chững chạc chút nào vậy? Vi Sách cúi đầu nhìn Tư Sóc đang mím môi cười, yêu thương ôm nàng vào lòng, hốc mắt đỏ hoe, Sóc muội, cảm ơn muội. Ta và cha trên đời này lại có thêm người thân huyết thống rồi. Con của huynh đệ kết nghĩa, dù sao cũng khác với con ruột của mình. Tư Sóc cười nói, sau này Sách ca lại thêm một phần trách nhiệm, mấy mẹ con chúng ta cần huynh bảo vệ.
Vi Sách gật đầu lia lịa, nhỏ giọng nói với nàng, "Sóc muội, ta sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ trước đại hội giống cái, sẽ đột phá lên cấp 15. Hắn trời sinh đã có thiên phú tốt, cũng không cần phải cố gắng quá nhiều, tận hưởng tài nguyên mà tộc nhân cung cấp, cuộc sống và công việc đều theo quy củ, tu vi rất dễ dàng đã đạt đến cấp 14. Bây giờ hắn còn phải gánh vác tiểu giống cái và con cái, Vi Sách lần đầu tiên nảy sinh ý nghĩ phải cố gắng phấn đấu." Tư Sóc ừ một tiếng, "Vậy chúng ta chờ huynh." Từ trên mái nhà đi xuống, Vi Sách vừa buông tay, đã bị Vi Cẩm đuổi theo đánh khắp sân, hai cha con một chút cũng không cảm thấy nóng nực, trên mặt đều nở nụ cười rạng rỡ. Tư Sóc lên tiếng giữ Vi Cẩm ở lại ăn lẩu cùng mọi người. Vi Cẩm cười ha hả đồng ý, tháo chiếc nhẫn chữ vật trên tay xuống, nhét vào tay Vi Sách, còn 3 tháng nữa là đến mùa mưa rồi. Trong nhà có mấy đứa nhỏ, con là cha của bọn nhỏ, phải tích trữ lương thực cho tiểu giống cái và con cái nhiều một chút. Con không thể giống như trước kia, chỉ cần tự mình ăn no là được. Vi Sách vô thức quay đầu nhìn Tư Sóc, trong tay hắn là chiếc nhẫn chữ vật có chức năng bảo quản tươi sống với dung tích 100m² mà tiểu giống cái đã đưa cho. Hơn nữa, hắn biết trong nhà mỗi thú nhân đều có một chiếc. Tư Sóc mím môi cười nhẹ, "Cảm ơn Vi Cẩm a phụ." Nghe nàng nói vậy, trong lòng Vi Sách có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không từ chối, trực tiếp nhận lấy. Nước dùng được hầm từ xương bò, nấm hương, cà chua, hoa tiêu và hành lá rừng rất thơm ngon, được đựng trong 3 cái vại miệng rộng đặt trên bếp lò. Trên chiếc bàn rộng và dài bày đầy nguyên liệu, trước mặt mỗi người đều có một bát nước chấm. Đương nhiên bọn họ cũng không quên chuẩn bị một phần để vào không gian cho Kỳ Lương, để tối nay khi hắn dừng chân nghỉ ngơi có thể lấy ra tự mình nhúng ăn. Tu Xích chăm sóc 2 đứa nhỏ, Chi Lạc và Ân Giang thỉnh thoảng lại dọn bát đĩa và thêm thịt rau, còn Cung Du và Tiêu Thừa. 2 nam nhân xinh đẹp một trái một phải ngồi bên cạnh Tư Sóc, theo ánh mắt của nàng mà gắp thịt rau cho vào nồi nước dùng nhúng. Tư Sóc và các con chỉ tập trung ăn uống. Còn Vi Sách thì bị Vi Cẩm kéo tai đến một góc bàn, nghe không ít kinh nghiệm chăm sóc giống cái mang thai và nuôi dạy con cái. Đợi Vi Cẩm vừa đi, Tư Sóc cười cười nhỏ giọng giải thích với Vi Sách, "Sách ca, thân phận của Tu Xích đặc biệt, mà nhẫn chữ vật của nhà chúng ta lại đến có chút khó hiểu. Đợi Kỳ Lương đi buôn bán thêm vài lần nữa, kiếm đại một lý do, khi nào chúng ta có thể đường hoàng sử dụng nhẫn chữ vật thì trả lại chiếc nhẫn này cho A Phụ. Vừa hay chúng ta cũng chuẩn bị cho ông ấy một ít vật tư để sống qua mùa mưa và mùa đông. Ừm, đợi ta sinh con xong, cũng có thể sao chép chiếc nhẫn chữ vật này." Thực thiết thú tộc rất kén chọn bạn đời, rất nhiều tộc nhân bởi vì không tìm được giống cái ưng ý, đến tuổi làm ông nội rồi mà vẫn còn độc thân. Hơn nữa, không giống như những thú nhân khác, ngoại trừ giống cái mỗi lứa sinh 1-2 đứa con, thì giống được nào mà không phải sinh từ 3-7-8 đứa, thậm chí là hơn 10 đứa. Thực thiết thú tộc cho dù là giống cái hay giống đực, mỗi lần sinh con cũng chỉ có 1-2 đứa. Con cái không nhiều khiến bọn họ đặc biệt coi trọng tình thân. Vi Cẩm không có anh em ruột, chỉ có một người anh họ, mà đối phương cũng chỉ có 2 con trai và 3 đứa cháu trai. Bao nhiêu năm qua, hai cha con nương tựa lẫn nhau. Hiện tại Vi Sách đã có gia đình nhỏ của riêng mình, Vi Cẩm đưa nhẫn chữ vật, bên trong còn có vật tư mà hai cha con tích trữ trong nhiều năm qua. Chỉ riêng tình cha con sâu nặng này thôi, cũng đáng để Tư Sóc thay Vi Sách ghi nhớ ân tình của Vi Cẩm. Vi Sách gật đầu thật mạnh, cười ngây ngô, "Ta nghe lời Sóc muội." Lúc này, bàn ăn đã được dọn dẹp xong, Chi Lạc cười nói, "Miêu tiểu tử, hôm nay Kim Sư tộc Kim Sán và Bạch Lang tộc Ngao Quân thế nào?" Một vàng một trắng, đều là hình thú hung mãnh, gia thế cũng không tồi, năng lực cá nhân mạnh, ngoại hình cũng đẹp, rất hợp ý ngươi đúng không? Nghe đến đây, Cung Du đột nhiên ngẩng đầu, cười lạnh một tiếng. Lúc về nhà, Chi Lạc chỉ nói qua loa một câu, Kim Sư tộc và Bạch Lang tộc mang theo giống cái đến tặng quà cảm ơn. Không ngờ lễ vật cảm ơn này lại còn có cả giống đực mang theo thú ấn. Hắn cứu người, lại còn cứu về cho mình một tên huynh đệ kết nghĩa sao? Không chỉ có hắn, mà những nam nhân khác cũng im lặng nhìn nàng, chờ nàng lên tiếng. Chỉ là biểu cảm có hơi hung dữ một chút, Tư Sóc cảm thấy nếu nàng đưa ra câu trả lời không vừa lòng, có thể đi rửa sạch cổ chờ được rồi. Tư Sóc xoa xoa bụng, giả vờ như không hiểu ý của bọn họ, cười nhẹ gật đầu, bọn họ quả thực rất phù hợp với yêu cầu chọn huynh đệ kết nghĩa của các huynh. Ân Giang nhếch mép cười, tiểu giống cái thật biết nói chuyện, bản thân nàng đã chấm người ta rồi, còn đẩy sang cho bọn họ. Ồ, nếu đã như vậy chúng ta cứ làm theo quy củ, bọn họ không cần phải so với Vi Sách, ít nhất cũng phải vượt qua được ta đã. Tu vi bên ngoài của hắn là cấp 13, trên thực tế đã là cấp 14 rồi. Kim Sán và Ngao Quân hoàn toàn không thể so sánh với hắn. Tư Sóc hơi nhíu mày, các nam nhân nhìn thấy tim như thắt lại, Tiêu Thừa còn chua chát nói, lúc trước cũng chưa từng thấy tỷ tỷ đau lòng ta như vậy. Giấm chua mà các nam nhân đang uống sắp dìm ngập cả nhà rồi,
nàng nhịn không được bật cười ha hả, ngã vào lòng Cung Du bên cạnh. Lúc trước các huynh không phải rất tán thành ta thu thêm thú phu, chia sẻ nguy hiểm cho các huynh sao, bây giờ sao lại không vui rồi? Biết tiểu giống cái đang trêu chọc bọn họ, các nam nhân thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là Chi Lạc và Vi Sách, ánh mắt nhìn Tư Sóc vừa yêu thương vừa bất lực. Quả nhiên là giống cái miêu tộc, tính cách nghịch ngợm này, nắm bắt trái tim người khác thật sự quá giỏi. Vậy là bảo bối không đồng ý, Cung Du nín thở, đôi mắt màu xanh lục sáng rực. Tư Sóc cười gật đầu, đã nói là Vi Sách là người cuối cùng rồi, những nam nhân khác cho dù có tốt hơn nữa, cũng sẽ không trở thành thành viên mới của nhà chúng ta. Trên đại lục thú nhân có rất nhiều nam nhân ưu tú, chẳng lẽ ta phải thu hết vào trong lòng sao? Con người phải biết đủ, bảy người các huynh ta còn chưa ứng phó nổi đây, không thể nhiều hơn nữa. Nghịch ngợm, Tu Xích nhịn không được vươn người sang, cười đánh nhẹ lên trán nàng. Tư Sóc mím môi cười nhẹ, ta còn tưởng các huynh sẽ ủng hộ ta thu nhận bọn họ. Vậy nên Sóc muội mới cố ý để chúng ta đi, Vi Sách chợt hiểu ra hỏi. Ừm, cũng có ý nghĩ đó, cũng là muốn để các huynh nghiêm túc nhìn nhận lại nội tâm của mình. Nhà chúng ta bây giờ đã rất tốt rồi, cho dù có vấn đề gì thì cũng không phải là thêm một hai thú phu có thể giải quyết được. Hiếm khi thấy các huynh bộc lộ cảm xúc như vậy mới đúng chứ, không thích thì phải nói ra. Tư Sóc ngồi thẳng người, cười nói một cách nghiêm túc. Ân Giang và Tiêu Thừa là lần lượt gia nhập sau, Vi Sách là người cuối cùng, bọn họ không có kinh nghiệm trong chuyện này. Cũng chưa từng trải qua cảm giác bất lực và lo lắng khi muốn bảo vệ tiểu giống cái nhưng lại lực bất tòng tâm. Còn mấy người kia đều là theo Tư Sóc từ Nam Đại Lục đến. Cung Du xoa đầu nàng, cười nói, sẽ không như vậy nữa. Trước đây là bất đắc dĩ, ai cũng không muốn đẩy tiểu giống cái của mình vào lòng người khác. Hơn nữa bảo bối đã nói rồi, sẽ không thu nhận thêm thú phu nào nữa, cho nên lần này phản ứng của chúng ta mới thái quá như vậy. Tư Sóc tựa vào vai hắn, cọ cọ một chút, đột nhiên nàng nghĩ đến Đại hội Thánh Nữ, liền nói với bọn họ ý định muốn đi của mình. Sóc muội, chúng ta không muốn đi thì sẽ không đi. Tộc nhân của chúng ta cũng đã nói rồi, tìm kiếm thánh nữ là phải dựa vào duyên phận. Nếu đối phương thật sự kiêng kỵ Ứng Long tộc, không muốn kết đôi với bọn họ, vậy thì không cần bạn đời như vậy cũng được. Vi Sách là người đầu tiên bày tỏ thái độ. Sóc Nhi, Ứng Long tộc vẫn còn ghi hận ta và Tiêu Thừa. Nếu muội đi tham gia đại hội thánh nữ, chắc chắn sẽ bị bọn họ đặc biệt chú ý. Ân Giang cũng không đồng ý lắm. Tư Sóc cười nhẹ nói, thủ đoạn của Ứng Long tộc nhiều vô số kể, chúng ta cứ luôn nhường nhịn, chỉ khiến bọn họ càng thêm kiêu ngạo, hành sự không kiêng nể gì, tưởng rằng chúng ta sợ hãi. Ta sẽ đi, nhưng mà đại hội thánh nữ không phải còn mười mấy ngày nữa mới bắt đầu sao? Khoảng thời gian này ta vẫn luôn ở nhà dưỡng thai, đâu cũng chưa đi, vừa hay đến sơn cốc dưỡng thai, để Cung Du khi nào có thời gian thì thi triển thời gian pháp tắc cho ta. Ta sẽ sinh con trước thời hạn, sau khi dưỡng tốt thân thể thì sẽ đi. Thời gian pháp tắc chẳng qua là khiến cho thời gian của bản thân và bên ngoài tạo thành sự chênh lệch. Bọn họ đã nghiên cứu qua, sự chênh lệch thời gian sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng tiêu cực nào cho cơ thể. Chỉ là bọn họ tương đối cẩn thận, Cung Du phần lớn thời gian rảnh rỗi đều là vào ban đêm. Lúc đó toàn bộ thành Quảng Thọ đều yên tĩnh trở lại, một chút dao động linh lực cũng có thể sẽ khiến người khác dò xét. Hơn nữa, bụng bầu của Tư Sóc sẽ giống như quả bóng bay phình to lên, cũng sợ sơ ý bị người khác phát hiện ra dị thường. Ở trong sơn cốc, bọn họ sẽ không có nhiều lo lắng như vậy. Chỉ cần trong sơn cốc và trong nhà đều có người, ta có thể truyền tống qua lại. Dị năng này một chút cũng không tiêu hao tinh lực và linh lực, Tư Sóc cười nói, hơn nữa ta đang mang thai. Cái này cũng không được làm, cái kia cũng không được làm, vừa hay thúc giục các huynh khai hoang sơn cốc, tranh thủ trước khi mùa mưa đến, trồng một vụ lương thực, rau quả và thảo dược. Mấy nam nhân nhìn nhau, tiểu giống cái có chủ kiến lớn, chuyện đã quyết định thì không dễ thay đổi. Hơn nữa, đề nghị của nàng quả thực không tồi, vì vậy bọn họ trực tiếp bắt đầu sắp xếp lịch trực. Kỳ Lương đi buôn bán rồi, còn 2-3 ngày nữa mới quay về, đến lúc đó hắn sẽ trực tiếp truyền tống về nhà. 6 người còn lại luân phiên, 2 người ở nhà chăm sóc giống cái và con cái. 1 người ở nhà trông coi cửa hàng, rừng trúc, 1 người thì ở trong sơn cốc cùng Tư Sóc và các con. Bất quá, Chi Lạc có dị năng phân thân, mỗi ngày phân thân đều có thể hoạt động độc lập bên ngoài một khoảng thời gian, ngược lại còn có lợi cho việc tu luyện của hắn. Vì vậy, Chi Lạc, Chi Khí và Chiến Luân phiên trực, trông coi rừng trúc, ruộng đồng và ở lại trong sơn cốc. Vì vậy, bọn họ đã lên một bảng thời gian biểu, Tư Sóc cũng hóng hớt xem. Miêu tiểu tử, lương thực và rau củ trên ruộng đã thu hoạch được một ít rồi, chúng ta muốn trồng gì? Sau khi thảo luận xong chuyện này, Chi Lạc ngồi bên cạnh Tư Sóc cười hỏi. Tư Sóc quay đầu nhìn Tiêu Thừa, Tiêu Thừa, gần đây có phải đệ tích trữ rất nhiều thanh đoàn không? Sắc mặt Tiêu Thừa cứng đờ, gật đầu nói, việc buôn bán của chúng ta vẫn chưa mở rộng thị trường,
bút mực giấy nghiên do xưởng sản xuất ra chất đống rất nhiều. Thanh, giấy do Thanh đoàn sản xuất, một khối tinh thạch cấp 6 đổi được 100 tờ. Nhưng mọi người vẫn cảm thấy không cần thiết phải lãng phí tiền bạc như vậy, huống chi là dùng thanh đoàn của thực thiết thú để làm giấy. Ngày nào cũng có người của thực thiết thú tộc đưa thanh đoàn đến, Dương Trúc nhà chúng ta chất đống rất nhiều rồi, cái này. Lúc trước chúng ta là trả tiền theo tháng, thực thiết thú tộc sợ chúng ta bị lỗ, còn cố ý ăn nhiều hơn một chút. Vi Sách đỏ mặt, ngại ngùng đến mức lén lút không dám đi giải quyết ở vách núi nữa, đều chạy đến nơi chất đống thanh đoàn của nhà mình. Đây gọi là cái gì, béo nước không chảy ruộng ngoài. Nghe đến đây, Tư Sóc nghĩ đến bộ dạng nhiệt tình, chân thành của những người thực thiết thú tộc ngốc nghếch kia, nhịn không được vùi đầu vào lòng Chi Lạc cười. Tiêu Thừa bất mãn chọc chọc vào lưng nàng, tỷ tỷ chỉ thích trêu chọc ta. Tư Sóc kìm nén nụ cười, đó là do mọi người chưa thay đổi cách suy nghĩ. Thanh đoàn kỳ thật chính là giấy của chúng ta bớt đi mấy công đoạn, lại được xử lý ở nhiệt độ cao nhiều lần, còn thêm vào một số nguyên liệu phụ trợ khác. Mềm mại lại thơm tho, đừng nói là dùng để đi vệ sinh, cho dù là dùng để lau miệng khi ăn cơm cũng đạt tiêu chuẩn. Nhưng nàng lại đổi giọng, bây giờ thời tiết nóng như vậy, thanh đoàn chất đống phòng trừng tự động lên men hết rồi. Hai ngày nay chúng ta thuê người cày sâu đất một chút, nhân lúc này, tìm một chỗ nào đó đảo thanh đoàn lên mấy lần. Sau đó phơi khô, nghiền nát rồi rải xuống đất. Thực thiết thú lấy tre làm thức ăn, thanh đoàn có chứa rất nhiều chất dinh dưỡng thực vật, ví dụ như chất xơ, nitơ, phốt pho và kali, có thể thúc đẩy độ phì nhiêu của đất, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho sự sinh trưởng của cây trồng. Chúng ta trồng một nửa là ngô, ruộng còn lại thì trồng rau, ví dụ như cà rốt, cà tím, đậu đũa, mướp hương, dưa hấu, bí ngô, dưa gang, rau muống, ớt. Vừa hay sau khi thu hoạch xong, chúng ta còn có thời gian phơi khô. Sách ca, ruộng đất của A phụ huynh còn cho thuê nữa không? Trước đó, bọn họ đã nhận được 125 mẫu ruộng từ phường Đông Gia, 25 mẫu là phần thưởng từ võ đài, 100 mẫu là tịch thu được từ Vương Xảo có dị năng khống chế giấc mơ. Thông qua các mối quan hệ của thực thiết thú tộc, bọn họ đã đổi cửa hàng và ruộng đất đến khu Bắc Thành, nối liền với 50 mẫu ruộng của Vi Sách. Vi Sách cười nói, A phụ mấy hôm trước còn nói với ta, nói nhà chúng ta nhiều người, ông ấy chỉ lấy tiền thuê một vụ, vụ thứ hai để chúng ta tự do sử dụng. A phụ là tộc trưởng, có tới 70 mẫu ruộng. Vậy cũng lấy ra trồng những thứ này đi, Tư Sóc gật đầu. Còn 3 tháng nữa là đến mùa mưa, khoảng thời gian này thoạt nhìn có vẻ dài, nhưng mọi người đã bắt đầu lục tục bước vào giai đoạn tích trữ vật tư để sống qua mùa mưa và mùa đông một cách khẩn trương. Đây là lần đầu tiên nàng đối mặt với chuyện này sau khi trọng sinh, chuẩn bị nhiều một chút luôn luôn không sai. Được, vậy ngày mi ta sẽ nói với A phụ một tiếng, Vi Sách đáp ứng. Thời gian của bọn họ rất eo hẹp, chỉ để lại một mình Tiêu Thừa ở nhà, những người còn lại đều đi theo Tu Xích tàng hình. Tu Xích và Ân Giang hóa thành hình thú, mang theo bọn họ lặng lẽ rời khỏi thành, đi thẳng đến Sơn Cốc. Đến trước thác nước, Vi Sách quen đường dẫn theo các huynh đệ kết nghĩa, cùng nhau mang theo giống cái và con cái đi qua bức màn nước đến Sơn Động. Đi qua con đường quanh co khúc khuỷu nhưng lại thông suốt bốn phương tám hướng, tiến vào Sơn Cốc. Lúc này, màn đêm đã buông xuống, nhưng trong Sơn Cốc lại có rất nhiều loại đom đóm đang bay lượn nô đùa bên những bụi cỏ ven suối. Tu Dã và Tu Dã chưa từng thấy qua cảnh tượng này, chỉ có truyền thừa bằng phẳng, vui mừng kêu lên tiểu du, dãy dụa muốn từ trong lòng A phụ xuống. Tư Sóc cười vỗ vỗ đầu bọn họ, hôm nay không được, đợi ngày mi chúng ta nghỉ ngơi cho khỏe. A mẫu sẽ đánh dấu những nơi nào trong Sơn Cốc không được đi, để các A phụ rào lại, lúc đó các con muốn chơi đùa thế nào cũng được. 300-400 mẫu đất cũng đủ để hai đứa nhỏ chơi đùa thỏa thích rồi. Hai nhóc con đều non nớt thở dài, không còn cách nào khác, trong nhà A mẫu là lớn nhất, nói một là một, hai là hai. Nhưng mà mắt của bọn họ đều không đủ dùng nữa, nhìn đông ngó tây. Vi Sách mừng thầm vì mình có tầm nhìn xa, đã sớm đào sẵn 3 cái hang đá lớn, nếu không tối nay cả nhà 7-8 người bọn họ phải chen chúc trong một cái hang rồi. Nhìn bóng dáng bận rộn của các nam nhân, Tư Sóc dẫn hai đứa nhỏ đi đi lại lại, trên mặt đều mang theo sự mới lạ và vui mừng khi được đổi sang môi trường mới. Cây cối bên ngoài cao lớn, Ân Giang có thể xây dựng vài căn nhà tre trên đó, buổi tối cả nhà chúng ta ngồi trên nhà tre nói chuyện uống trà ngắm cảnh hóng mát, thật là tuyệt. Ta thấy cách đó không xa còn có một cái hồ nước nhỏ, chúng ta xây dựng một chiếc thuyền đá lớn bên hồ, câu cá, nướng thịt, chèo thuyền chơi. Đợi đến mùa xuân năm sau thì trồng thêm sen. Hay là mùa mưa và mùa đông chúng ta cũng ở trong sơn động đi. Chúng ta có thể đào thêm mấy cái hang, xây tường chắn gió. Mùa đông khi nhóm lửa nấu cơm, trong nhà sẽ ấm áp, lại còn có cái sân rộng mấy trăm mẫu, bọn nhỏ cũng sẽ không cảm thấy ngột ngạt. Nơi này quả thực chính là căn cứ bí mật của bọn họ, để nàng tha hồ xây dựng. Các nam nhân vừa bận rộn, vừa chăm chú lắng nghe nàng nói, cùng nhau tưởng tượng,
Cuộc sống như vậy thật là thoải mái tự tại lại tràn đầy động lực, đều gật đầu đồng ý. Tư Sóc chạy đến bên cạnh Cung Du, khẽ thở dài, đáng tiếc hồ nước này là hồ nước ngọt, nhưng cũng đủ cho đại ngư thú nhà chúng ta tắm rửa vẫy vùng một chút rồi. Cung Du ôm eo nàng, cười nói, bảo bối, từ tháng sau trở đi, thú binh doanh của chúng ta sẽ có rất nhiều nhiệm vụ bên ngoài. Ví dụ như Ân Giang bọn họ là phi hành thú, sẽ bay đi bay lại giữa các khu rừng và thú thành, vận chuyển thịt khô mà các thú nhân săn bắn phơi nắng về theo từng đợt. Phải bay liên tục 2 tháng, còn ta dự định sẽ đi theo đội ngũ đến bờ biển mua muối biển, đến lúc đó bảo bối truyền tống đến đó, chúng ta lại cùng nhau ngắm biển.